Kế tiếp, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Kính thưa quý vị, nội chiến toàn diện tại Syria bắt đầu từ mùa hè năm 2012 đã làm cho 70.000 người chết và hơn 4 triệu người trong số 22 triệu dân phải tản cư tại nội địa hoặc là ngoại quốc. Nhờ được trang bị và huấn luyện đầy đủ nên lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad gồm có quân đội và dân quân vẫn kiểm soát được các thành phố lớn và phi pháo đã chặn đứng bước tiến của quân đội tự do Syria hoặc là tái chiếm. Lệnh cấm vận Syria của Liên Âu được cập nhật theo một chu kỳ 3 tháng, đang đứng trước sự chọn lựa cung cấp vũ khí cho phiến quân Syria hoặc là không. Anh Pháp chủ trương cân bằng lực lượng bằng cách đòi cung cấp hỏa tiễn chống phi cơ và nhiều vũ khí khác cho phiến quân, nhằm mục đích thúc đẩy giải pháp chuyển tiếp chính quyền Syria. Đợt trước thì Liên Âu đã cung cấp áo giáp và xe bọc thép cho phiến quân. Ngược lại, Đức cho rằng tiếp tế vũ khí cho phiến quân có thể lọt vào tay các nhóm Hồi giáo quá khích, kể cả Al-Qaeda. Và súng ống càng nhiều thì tràn ngập khu vực Trung Đông rất là có nhiều biến động, nguy cơ rất lớn. Phiến quân hoạt động độc lập từng địa phương, chưa thành lập được bộ tư lệnh để thực thi chiến lược, chiến thuật hữu hiệu. Liên minh dân tộc Syria đại diện cho phe dân sự cũng như quân sự được quốc tế thừa nhận cũng không kiểm soát được các tay súng. Trong khi đó, quân đội trung thành với Tổng thống Assad ngày càng suy yếu do bị thiệt mạng đến 14.000 người và hàng chục ngàn đào ngũ phải bổ sung bằng dân quân. Tổng thống Assad chỉ bố trí 1/3 binh sĩ trung thành vào khoảng 75.000 người để tác chiến. Còn số không đáng tin cậy thì bị giữ trong các doanh trại. Hôm 12 tháng 3, Đại giáo sĩ Ahmad Hassan kêu gọi tổng đồng viên, chứng tỏ rằng quân đội bị hao mòn đáng kể. Nữ quân nhân Syria đang điều hành các trạm kiểm soát rất hiếm thấy trong cái xã hội Hồi giáo bảo thủ. Phiến quân kiểm soát miền Bắc và khu dân cư thưa thớt ở miền Đông, tiếp tục tấn công vào phi trường, trại lính, cơ quan chính quyền, nhưng bị hạn chế do sức mạnh phi pháo của Assad. Tổng thống Assad sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội để giữ lợi thế trong giải pháp chuyển tiếp. Trong khi đó, thì phe đối lập vẫn còn chia rẽ và thiếu vũ khí để xoay sở tình thế. Do đó, tình hình trong những ngày tới, quả thực chúng ta cũng chưa có thể biết chắc nó sẽ đi về đâu. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đống xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.